Chào anh Việt Bình Dương, chào Trần Khải. Đợi em chia sẻ một tí xong em mời các anh lên lên cùng nhau đàm đạo, nếu mà có bà que vào tranh luận với bà que luôn. Chào anh hai, Hải Anh. Đầu tiên ấy, Dương Vi xin chia sẻ với các anh chị em, nói về các tổ chức cá nhân lưu vong phản động, nó tung tin đồn thất thiệt về cái xung đột ở trên Biển Đông có âm mưu và mục đích gì đấy. Chào chú Phan. Dương Vi sẽ like và dựa trên bài viết của Trần Gia Hân. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin về tình hình Biển Đông. Nào là Trung Quốc đánh chiếm Biển Đông ở Bãi Tư Chính này, Trung Quốc đánh nhà giàn DK1, hàng chục tàu hải quân Trung Quốc và Việt Nam đụng độ căng thẳng trên Biển Đông, Biển Đông dậy sóng dữ dội, vân vân và vân vân. Đáng chú ý, những thông tin trên chủ yếu được dẫn nguồn từ tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, gọi tắt là SCMP của Hồng Kông, và được các trang Facebook như Việt Tân này, VOA này, VOA tiếng Việt đó, RFA này, Việt Lai này, BBC hải ngoại và các đối tượng phản động như Tân Thái, Benny Trương, Bích Trang, Hồng Lân, vân vân, chống đối các trong trong nước và các đối tượng là dân chủ cuội trong nước ấy, liên tục chia sẻ bài viết mặc dù chưa có xác thực từ cơ quan báo chí truyền thông trong nước. Đấy, thực tế kẻ lạ mặt không mời mà đến là HD8 đã mò vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam EEZ trên Biển Đông tiến hành hoạt động thăm dò để dò địa chất từ ngày 3 tháng 7. Nhưng mọi hoạt động của nó luôn được giám sát chặt chẽ bởi các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam. Chính giáo sư Ray Mathison, người chuyên theo dõi cái diễn biến ở Biển Đông, đã đưa lên mạng Twitter rằng hành trình chi tiết của Hải Dương 8 cùng các tàu kiểm ngư Việt Nam bám chặt theo cái tàu có số hiệu KN272 và 468. Đáng tiếc những cái tờ báo như tờ báo Hoa Nam đã copy nội dung và hình ảnh vệ tinh trên trang Twitter của ông ta để tường thuật diễn biến mang tính chất là rất bạo động như Hồng Kông. Đấy, đây là lý do nhiều trang mạng của các thế lực thù địch lợi dụng tung tin thất thiệt có xung đột dữ dội ở Bãi Tư Chính. Đấy, trong khi thực tế trên Biển Đông, lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn đang căng mình bảo vệ chủ quyền, sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra. Mà người phát ngôn chính thức của nhà nước mình á, của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, tại cái cuộc họp báo ngày 16 tháng 7 đã khẳng định, cũng như nhiều lần đã khẳng định rằng Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Pháp luật Việt Nam, đấy, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được cho phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết
kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 và các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Đấy là lời phát ngôn của bà Lê Thị Thu Hằng. Vào ngày 17 tháng 7, bên lề hội nghị triển khai thực hiện đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng của quân sự ASEAN năm 2020 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã nhấn mạnh, trong khu vực ASEAN cũng như châu Á-Thái Bình Dương hiện nay, hội đủ tất cả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định khu vực. Ví dụ vấn đề Biển Đông, đây là mối quan tâm không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới, đặc biệt các nước trong khu vực cũng như quốc gia có lợi ích liên quan tới châu Á, Thái Bình Dương. Chúng ta cần khẳng định an ninh an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của cả thế giới và các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để đi đến sự ổn định, hợp tác và phát triển khu vực. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cọ sát chiến lược của các nước lớn đều điều tất yếu trong quá trình phát triển, nhưng cọ sát ấy không được và không nên ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác trong khu vực, mà vấn đề an ninh an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là ví dụ. Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác đấu tranh bảo vệ môi trường hòa bình và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế. Đó là lời phát ngôn của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Mới nhất ngày 19 tháng 7, phản ứng trước phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17 tháng 7 liên quan đến diễn biến ở khu vực Biển Đông, bà Hằng tiếp tục nhấn mạnh, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng quy định Công ước của Liên Hợp Quốc luật biển 1982 và Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp để thực thi quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Như đã khẳng định tại phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 16 tháng 7, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc luật biển 1982. Trước bất cứ hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các khu vực biển được xác định phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, duy trì trật tự, hòa bình, an ninh khu vực Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích này. Vẫn biết diễn biến trên Biển Đông luôn phức tạp, khó lường, chuyển hóa mau lẹ là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế, sự quan tâm lo lắng của nhân dân cả nước và Đảng, nhà nước ta cũng có đối sách. Thì ngược lại, các nguồn tin trên mạng xã hội, các anh hùng cào bàn phím dù chưa rõ tính thực hư vẫn tiếp tục chỉ trích chính quyền nhu nhược, yếu hèn, không dám chống lại Trung Quốc, bỏ mặc chủ quyền. Đó là sự kích động lòng dân, lợi dụng tư tưởng lòng yêu nước của quần chúng nhân dân để thỏa mãn âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch ở bên ngoài. Các tổ chức phản động ở bên ngoài như Việt Tân, tổ chức của Đào Minh Quân,
Nói chung là các tổ chức dân chủ rởm ấy, chúng mơ tưởng khi nghĩ rằng chỉ cần vài dòng và vài bài báo núp bóng biển đảo kích động chống Trung Quốc, chống tàu lạ, có nghĩa là có thể kêu gọi người dân trong nước biểu tình, gây hoang mang dư luận. Bởi vì cái bài học năm 2018 đó là một cái bài học xương máu rất là đắt giá cho rất là nhiều người nhẹ dạ cả tin nghe theo cái đám phản động ở hải ngoại. Đấy, đặc biệt là các tổ chức phản động ở hải ngoại ấy, tổ chức Đào Minh Quân này, đấy, tổ chức Triều Đại Bịp, Triều Đại Việt này, các tổ chức Việt Tân này, đấy, xong là các dân chủ cuội ở trong nước. Bởi vì á, phần lớn người Việt Nam luôn biết ai hay tổ chức nào đang đứng ra kêu gọi cuộc biểu tình này với mục đích sâu xa là gì. Đó. Mục đích sâu xa là âm mưu tiến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đảng nhà nước. Ví dụ như cái bài học ở năm 2014 đó là cái giàn khoan Hải Dương 981 đấy. Bài học mới gần đây nhất là đặc khu kinh tế năm 2018 đã cho nhân dân chúng ta nhiều bài học quý, đồng thời cũng cho đảng và nhà nước nhìn nhận rõ những kẻ dân chủ cuội trong nước kết hợp với những kẻ phản động lưu vong ở hải ngoại đó. Đấy là về phần thứ nhất. Còn về cái chính sách ngoại giao của đảng nhà nước mình á, đảng nhà nước luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của người dân đấy, mà ngược lại người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng với mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, phải luôn gắng bảo vệ hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đó là mục tiêu của đảng. Đối với tình hình Biển Đông, đảng và nhà nước ta thực hiện phương châm 4 tránh, 3 không và 9 K. 4 tránh là tránh những gì? Thứ nhất, tránh xung đột về quân sự. Đó. Nếu mà xung đột về quân sự thì có lợi gì? Nếu mà mình nổ súng trước thì thế giới người ta sẽ lên án, đồng thời mình sẽ bị cô lập. Hai, tránh bị cô lập về kinh tế. Thứ ba, tránh bị cô lập về ngoại giao. Thứ tư, tránh bị lệ thuộc về chính trị. Đó là bốn tránh. Còn ba không là những gì? Một, không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào. Đó là phương châm của đảng từ về trước tới giờ. Hai, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự chống lại các nước khác. Trước
Xin lỗi quý vị và các bạn. Dương Vy nói đến 3030, nói đến phần 2 nhỏ là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự chống lại các nước khác. Cái thứ ba, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với nước khác. Đó là cái 30. 9K là gì? 1. Kiên quyết. 2. Kiên trì. 3. Khôn khéo. 4. Không khiêu khích. 5. Kiềm chế. 6. Không nổ súng trước. 7. Không mắc mưu khiêu khích. 8. Không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo. 9. Không để xảy ra xung đột. Đó là 9K. Chào chị Ngọc Nhiên. Vâng, con chào chủ tịch. Đối với 9K này, thứ nhất, kiên quyết. Trong lực lượng vũ trang sử dụng cái chữ kiên quyết này rất là nhiều, trong quân đội cũng như công an. Đó. Và kiên trì cũng vậy, khôn khéo cũng vậy. Mà đối với quân sự, chúng ta nên khiêu khích trước bất kỳ kẻ thù nào. Cái thứ năm, rất là phải kiềm chế. Mà sự thật 2014, nếu mà không kiềm chế thì xảy ra xung đột vũ trang ở trên Biển Đông qua sự kiện tàu giàn khoan Hải Dương 981 rồi. Đấy. 6. Không nổ súng trước. Mà tàu thuyền của Trung Quốc nhiều lúc đâm tàu thuyền chúng ta rất là nhiều lần, thậm chí hư hại. Nhưng mà người dân, bộ đội và lực lượng chấp pháp ấy, người ta không bao giờ nổ súng trước. Nổ súng trước sẽ gây bất lợi cho chính cả quốc gia và cả đơn vị của mình. Đấy. Không mắc mưu khiêu khích. Đấy. Không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo. Mà cái bãi tư chính ấy, thì bọn chúng đem cái tàu thăm dò cái bãi tư chính đến thăm dò ở bãi tư chính ấy. Nhưng lực lượng chấp pháp Việt Nam không cho người ta có cơ hội để đặt mũi khoan xuống để thăm dò ở bãi tư chính. Chín, không để xảy ra xung đột vũ trang. Bởi vì sao? Bởi vì đất nước Việt Nam mình á, chiến tranh thế là quá đủ rồi. Xung đột vũ trang sẽ gây bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội ở đất nước Việt Nam, mà đất nước vừa trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, hòa bình mới lập lại chính thức sau năm 1990. Lúc đó tất cả các vùng trên lãnh thổ Việt Nam mới yên tiếng súng. Đấy. Đến nay có được hơn hai mấy ba mươi năm thôi, thì để chiến tranh xảy ra lần nữa thì người dân sẽ đi về đâu? Và phương châm của Đảng là như vậy. Mà trong cái nghị quyết của Đảng cũng có không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào. Mà sự thật là đúng như vậy. Việt Nam không dựa vào Trung Quốc, cũng không dựa vào Mỹ, mà tự lực mình trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự, không dựa vào một quốc gia nào, kể cả diễn tập quân sự cũng vậy. Không phải dựa vào Mỹ để đánh Trung Quốc, không phải dựa vào Trung Quốc để đánh Mỹ. Đó là phương châm của Việt Nam. Và cái thứ hai, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự chống lại các nước khác ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đó. Mà bây giờ, kể cả quận Cam Ranh cũng vậy,
ngày trước cho Nga thuê, nhưng mà bây giờ lại không. Không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các nước khác. Như năm 2017 có sự kiện xảy ra ở phía Nam, giữa Việt Nam với Campuchia, nhân dân hai bên lấn chiếm tranh đất của nhau, thì bộ đội hai bên đến, nhưng mà mình cũng không đe dọa sử dụng vũ lực, và ngược lại bên Campuchia người ta cũng phải kiềm chế. Đó. Chào anh Hạ Nam. Sau đây Dương Vy sẽ cùng với tất cả mọi người lên phân tích cái ý định của cái đám ba sọc Việt Tân, cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại cũng như đám dân chủ cuội trong nước. Nó rêu rao rằng Việt Nam bị Trung Quốc chiếm bãi tư chính. Đấy. Đánh chiếm nhà giàn DK1. Mục đích của bọn chúng là gì? Như lúc nãy bài viết cũng đã phân tích rồi, nhưng mà bây giờ Dương Vy muốn cùng với mọi người vào sâu hơn một chút để cho những anh chị em ở trên cộng đồng mạng này cùng với nhiều người người ta hiểu về cái bản chất của bọn chúng. Chào anh Khánh Nguyễn. Chào Thánh Lê. Cái đám ba sọc Việt Tân, cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại ấy, cùng với đám Tân Thái Benny Trương là những cái cá nhân và tổ chức đấy, người ta kêu gọi và tuyên truyền xuyên tạc rằng bãi Tư Chính bị Trung Quốc người ta đến chiếm và đánh cả nhà giàn DK1. Mục đích là gì? Mục đích là khơi dậy cái lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Mà lịch sử Trung Quốc đô hộ Việt Nam hàng nghìn năm, bọn chúng lại khơi lại cuộc chiến tranh năm 1979 để làm gì? Để gây lòng hận thù của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc và kêu gọi người dân Việt Nam đứng lên biểu tình chống Trung Quốc, ép buộc chính quyền phải ra đối sách, thậm chí đánh Trung Quốc. Nhưng mà đánh Trung Quốc bây giờ chúng ta có thể đánh được ở trên Biển Đông, nhưng mà ngược lại có lợi ích gì? Lợi ích thì chưa chắc đã có, nhưng mà cái hại nha, riêng Dương Vy phân tích về cái hại cộng đồng quốc tế người ta sẽ lên án Việt Nam mình là nước gây hấn, gây chiến tranh. Lúc này Trung Quốc và các nước khác người ta sẽ kêu gọi cấm vận Việt Nam. Đó là bài học xương máu ngày trước đã để lại, mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội người ta nhận rõ cái điều đó. Hello Sông Văn. Đó là cái hại thứ nhất, bao vây cấm vận. Cái hại thứ hai, riêng người dân nha, những người sản xuất ra nông hải thủy hải sản bán sang Trung Quốc hàng năm, người ta chắc chắn là không mua. Vụ Thanh Long ở Bình Thuận đó là minh chứng rõ nhất, mới đây nhất năm 2018. Tại vì sao người ta không mua Thanh Long vào lúc đấy? Bởi vì sao? Bởi vì đám xuyên tạc viên dân chủ cuội với cái đám ba sọc Việt Tân ở hải ngoại, nó kích động người dân yêu nước chống lại
cái đặc khu và bán cho Trung Quốc, nên khách du lịch Trung Quốc đến đảo Phú Quốc và một số nơi là khách người ta bị đánh, bị người dân người ta đánh. Chính vì vậy người ta đã quyết định không mua thanh long trong cái thời điểm đó. Mình có lòng yêu nước, người ta cũng có lòng tự tôn dân tộc. Đồng bào người ta bị đánh ấy, người ta đá thế tao không mua nông sản cho bọn mày chết. Đấy là lý do. Còn cái hại thứ ba của người dân Việt Nam, lúc này xảy ra chiến tranh, bắt buộc người dân phải thắt lưng buộc bụng, có nghĩa là của cải vật chất phải bổ sung cung quý để đưa ra chiến trường, bổ sung cho quân sự để phục vụ chiến tranh, phục vụ chiến đấu. Vâng, Dương Vy chào tất cả mọi người nhé. Vâng, anh Hòa Bình Trần chắc chắn rồi, bởi vì từ hôm bọn chúng kêu gọi biểu tình từ mùng 2 tháng 9 năm 2018 đến giờ thì cái vấn đề không xảy ra, bởi vì người dân người ta hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự giải quyết rất là thông minh sáng suốt của Chính phủ và Quốc hội nữa. Đấy. Đó là ba cái bất lợi, ba cái mình phải lường trước. Còn cộng đồng quốc tế người ta sẽ lên án mình rất là mạnh mẽ. Mà tội gì? Bây giờ trong lúc đang khiêu khích, người ta đã đến khiêu khích mình nổ súng trước là mình bất lợi rồi. Mà ngày trước cũng vậy. Đáng nhẽ năm 2014 mình nổ súng trước, nhưng Đảng nhà nước kiên quyết là kìm chế. Hả? Còn những kẻ dân chủ cuội trong nước, bọn chúng tham gia vào những cái live stream của bọn phản động ở hải ngoại để làm gì? Lên các diễn đàn bọn chúng để làm gì? Bọn chúng kích động người dân ở xung quanh, kích động bà con ở trong nước tham gia chống đối chính quyền, chống đối Đảng nhà nước. Âm mưu của bọn chúng là thành lập một đảng phái khác để đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó bọn chúng trở thành thủ lĩnh của một đảng đối lập để đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành lãnh đạo. Đấy, cái mơ ước của bọn chúng là muốn ăn không ngồi rồi để lãnh đạo một đảng phái nào đó, ăn sung mặc sướng. Đó là cái mục đích thứ nhất. Cái mục đích thứ hai là trước mắt chúng lợi dụng vào việc chống phá đảng, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc các lãnh đạo để làm gì? Để bọn chúng nhận được những cái đồng đô la bẩn thỉu từ hải ngoại gửi về. Bọn chúng sẵn sàng đào mồ quốc mã ông bà cha mẹ tổ tiên của bọn chúng lên để nhận những cái đồng đô la bẩn thỉu đó. Bọn chúng sẵn sàng làm chí phèo F2, làm dân chủ cuội. Hầu hết các tổ chức dân chủ cuội ở trong nước, như dân chủ cuội về đất đai, dân chủ cuội chính trị, dân chủ cuội về bot, và các tổ chức mới thành lập theo các tôn giáo đạo giáo lạ mới xuất hiện trên Việt Nam trong năm 2019 này cũng đều được tài trợ từ nước ngoài. Đó. Trương Đồng Khởi bên ấy chột chặn Dương Vy rồi.
Cho nên á, bây giờ ở trong nước xuất hiện nhiều cái đạo, nhiều cái tín ngưỡng lạ, thì người dân phải hết sức cảnh giác, cảnh tỉnh trước những cái đạo lạ đó. Mục đích của bọn chúng lôi kéo tập hợp đông người để phản đối chính quyền, chống đối lại đảng nhà nước. Ngay cái việc mà quy ước, hương ước của thôn bản, của tổ dân phố, các vị ấy còn không thực hiện đúng thì làm sao mà bọn chúng làm tốt được công việc mà sau này bọn chúng lật đổ được chế độ Đảng Cộng sản hay đứng ra thành lập một đảng phái nào khác. Bọn chúng lãnh đạo kiểu gì thì đất nước sẽ xáo xào, lộn nhào lên. Vâng, anh Khánh Nguyễn nói rất đúng. Ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Bình Thuận ấy, lãnh đạo tỉnh kiên quyết không trấn áp người dân vì họ chưa hiểu. Bây giờ có ai đòi biểu tình nữa đâu, bữa nay thằng nào xuống là tiêu. Đúng, sự thật là như vậy mà. Người ta kiên quyết trấn áp những kẻ quá khích đấy, những kẻ cầm đầu thôi. Bây giờ người dân ở trong nước người ta chỉ lo làm ăn, ăn sung mặc sướng, nói chung là giàu có thì chưa đến mức là giàu có nứt vách đổ tường như các nước ở bên châu Âu. Nhưng ngược lại, người dân được sống cảm thấy tự do thoải mái, cảm thấy hạnh phúc bên gia đình, bên người thân, thậm chí tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng được nâng cao cái sự gắn kết, đoàn kết. Đó là cái việc mà người dân bây giờ người ta được hưởng từ cái chế độ mà chính sách đãi ngộ của Đảng nhà nước bây giờ đãi ngộ người dân, người nghèo, người lao động khá là cao, không như ngày trước. Quyền lợi của chị em phụ nữ, của bà mẹ trẻ em được nâng cao rõ rệt. Còn tại sao ở trong nước có nhiều cái tổ chức phản động, nhiều cái tổ chức cá nhân như vậy? Bởi vì bọn chúng suốt ngày chỉ lo chống đối chính quyền, lười ăn, lười làm ăn đấy. Chỉ suốt ngày nằm ở trên mạng để làm gì? Để theo dõi các diễn đàn phản động ở hải ngoại xem có lừa đảo được nhóm này nhóm kia, tổ chức này tổ chức kia không. Ngọc Anh ạ, bọn chúng ảo tưởng như vậy đấy. Bọn chúng ăn nhờ ở đậu mà lúc nào cũng muốn về Việt Nam để làm lãnh đạo đấy. Mọi người ai lên chia sẻ ok, Ruby mời lên chia sẻ nói chuyện. Mà nói luôn cho các anh chị em ở trên diễn đàn này nghe luôn này, đặc biệt là cái đám phản động á, ở trong nước, riêng người dân, nói chung là anh chị ở trên xã hội này, những người có danh, có tiếng, có máu mặt ở xã hội gọi là thế giới ngầm á, người ta cũng ghét cay ghét đắng cái đám này. Người ta bảo là riêng thấy cái bọn này á, bọn tôi phải xử lý triệt để luôn.
lúc nào ông kích động người dân để mất con đường làm ăn của người dân mà bọn chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Đấy là những lời nói của những người anh chị, người ta trong thế giới ngầm người ta khẳng định như vậy. Còn cái thằng Thắng Lê ấy, đừng có mà vào đây đâm bị thóc, chọc bị gạo. Những thành phần dân chủ cuội đối với Dương Vy ấy, chỉ là cỏ rác thôi. Dương Vy theo dõi rất là nhiều các diễn đàn, đặc biệt là các diễn đàn dân chủ cuội ở trong nước. Lúc nào cũng đòi đi kiện cáo chính quyền địa phương, kiện người này kiện người nọ. Nhưng mà các vị có biết luật không? Có biết nghị quyết không? Đặc biệt là nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp, luật của Trung ương ra như vậy. Nhưng nên nhớ, ở luật người ta có một số điều quy định về luật đất đai, luật dân sự đó. Thì người ta có ghi, riêng về luật đất đai người ta có ghi ở đằng sau cuối, do nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh vân vân và vân vân ở dưới đấy. Các anh các chị nên tìm hiểu và đọc kỹ cái điều đấy. Đúng rồi anh Khánh Nguyễn, nói chung là Việt Kiều bây giờ nhiều người còn phải thua những nông dân ở Bình Thuận này, ở đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều đại gia. Mà Việt Nam đứng ở trong một trong top 3 của thế giới là có cái tốc độ trở thành tỷ phú USD, thu nhập dưới 30 triệu USD một năm á. Triệu phú USD đó. Và Việt Nam đứng top thứ 3 của thế giới đấy. Nói chung ấy, những sự kiện nào mà người dân ở trong nước chưa biết đó, và đảng, nhà nước, thậm chí phát ngôn Bộ Ngoại giao người ta còn chưa lên tiếng, thì cái đám kền kền, đám xuyên tạc viên ở hải ngoại người ta đã đưa tin làm loạn hết cả lên rồi. Thậm chí cái đám phản động ở khắp năm châu bốn biển người ta đã tung tin này, tung tin nọ, nói này, nói kia. Và người dân ở trong nước nửa ngờ, nửa tin. Đấy. Nhưng mà cái sự sáng suốt của đảng nhà nước ấy, thì người ta chưa đập cho bọn đấy một phát cho cái đầu dẹp bẹp dí như kiểu đầu rắn bị đánh dập luôn đâu. Bởi vì thế này, cho bọn nó nói thoải mái, nói nhăng, nói quậy, nói đến khản họng, nói khô tiếng đi, thì nhà nước mới chính thức lên tiếng. Bọn chúng hay gọi là báo đảng á, thì các cơ quan báo chí truyền thông trong nước người ta mới đưa tin trên lãnh thổ Việt Nam ở bãi Từ Chính không có vấn đề gì xảy ra. Mà sự thật cũng như vậy, thậm chí người ta đến tận nơi người ta quay đưa hình ảnh lên đấy. Làm như thế bọn chúng càng ngày càng mất uy tín, bởi vì người dân đã tin tưởng một lần rồi thì sai lầm và bị bọn chúng lừa một lần rồi thì bọn chúng đã, người dân lại càng tức bọn chúng thêm. Như Trần Côi cũng vậy, đơn giản như Trần Côi thôi. Hai vợ chồng tham gia đấu tranh nhiệt huyết lắm trước ngày 10 tháng 6 2018 ấy. Sau đấy á, vợ Trần Côi bị bắt và giam ở tù, bị cải tạo ở trong tù, thì Trần Côi lúc này mới nổi điên, tức quay ra chửi cái đám Ba Sọc, Việt Tân, Dân Chủ Cuội, cái đám Benny Trương, Tân Thái, Momisa là bọn
Em đang mời anh đến trường học ạ. Ôi, chào em. Chào em. Chào anh. Nói chung là bọn nó cũng chỉ là mục đích của tụi nó là gây rối loạn an ninh trật tự trong nước thôi, em hiểu không? Và những người dân thiếu hiểu biết nếu mà nghe lời họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Và lúc đó họ mới có cớ họ đi quyên góp tiền. Đó, công thức của họ là làm gì? Gây rối trật tự an ninh trong đất nước. Rồi đẩy những người dân thiếu hiểu biết vào vòng lao lý ở tù. Sau đó họ là ở bên đấy họ bắt đầu đi quyên góp để gọi là gì? Cái gọi là ủng hộ những người dân, những người tù lương tâm, những cái tù người tù đó phải là người tù lương tâm, quậy phá chống phá đất nước mà kiểu lương tâm cái gì? Trong khi bao nhiêu cuộc sống bao nhiêu người dân, 96 triệu dân người ta vẫn sống bình thường, hàng ngày vẫn trải qua lo để phát triển kinh tế gia đình, chung tay phát triển kinh tế đất nước, đưa đất nước lên tầm vị thế mới. Còn 96 triệu dân họ tin tưởng vào đảng và chính phủ giải quyết những cái vấn đề của đất nước như là việc tranh chấp Biển Đông hoặc là gì đó, là họ vẫn tin tưởng vào đảng. Tại sao? Tại vì lịch sử 89 năm qua thì đảng, chỉ có đảng Cộng sản là giải quyết những vấn đề dân tộc một cách thấu đáo và hợp hiến pháp của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Em thấy năm 79 chúng ta đánh Campuchia mà cả thế giới người ta cũng phải công nhận đó là một cái hành động gọi là hợp, khi Liên Hiệp Quốc người ta im lặng. Việt Nam mình từ năm 1975 tới năm 1979 đã đưa đơn Liên Hiệp Quốc, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu chi tiết cuộc tấn công của bọn Khmer Đỏ mà Liên Hiệp Quốc làm ngơ. Lúc đấy là Mỹ nó cầm đầu rồi, làm ngơ. Lúc đấy dân tộc ta mới đứng lên. Đó. Thì vì chúng nó chỉ là những cái con chó sủa mùa thôi, em hiểu không? Tạo tạo tiếng vang thôi, nhưng mà thực tế thì sẽ thời gian sẽ trả lời cho chúng nó biết, và thời gian sẽ lột mặt nạ của chúng nó ra, em hiểu không? Bao nhiêu vụ rồi ha, từ vụ mà kêu là cải cách chữ viết theo tiếng Trung Quốc trồng trọng vua tới bây giờ là bao nhiêu vụ rồi. Và vừa rồi ông Hoàng Tuấn Bạch đúng một cái trò hèn hạ nữa là hắn bắt đầu bôi nhọ tổng bí thư Chủ tịch nước ta, nói là người Tàu người Hoa. Mẹ, cái bọn này nó bị điên rồi, em hiểu không? Nó đã bị điên quá rồi, cái bản chất hèn hạ bắt đầu lòi ra hết. Mới đầu nói năng cũng là người có nhân văn nhưng này kia, trời em voi nhá, nhưng sau cùng là mẹ lại lòi ra làm cái đuôi rồi là một thằng tiểu nhân đó. Nếu các ông muốn đất nước phát triển có dân chủ hơn thì các ông phải có những ý kiến đóng góp xây dựng cho người ta, đúng không? Thì người ta mới có, người ta có tiếp thu, người ta nghe, người ta xây dựng đất nước. Đất nước lúc nào cũng vậy, vũ giang rộng vòng tay đón chào các ông, đưa những người tài giỏi về để xây dựng đất nước. Như ông Phạm Nhật Vượng đấy, ông có phải là đảng viên không hả? Bao nhiêu Việt kiều về đấy mà đầu tư ở ở Việt Nam này, có phải là đảng viên không? Họ vẫn làm giàu trên quê hương của họ, và họ vẫn được chính phủ công nhận là một người Việt kiều yêu nước. Đó mới gọi là khúc ruột ngàn dặm. Còn các ông chỉ là khúc ruột thừa thôi, về Việt Nam cũng chỉ muốn cắt bỏ thôi, hiểu không? Cho nên thì cái bọn này là nó chỉ muốn gây rối để mình kìm hãm sự phát triển kinh tế của Việt Nam mình thôi em à. Đấy, nó gây rối thì chủ yếu là người ta nhìn vào, các nhà đầu tư nhìn vào ở đất nước Việt Nam nó bất ổn về chính trị, an ninh trật tự thì không đảm bảo thì ai mà dám đầu tư vào. Thì nó muốn cái gì? Cái cốt lõi nhất là nó muốn người dân mình, nhân dân 96 triệu người dân mình phải sống trong đói nghèo, lạc hậu. Cái cốt lõi của tụi nó là như vậy. Em coi tụi nó có phải là người dân tộc Việt Nam không? Mang tiếng nói tiếng Việt, máu đỏ da vàng, nhưng tụi nó là một con người, một cái loại gì trên thế giới này chứ không phải con người. Tại vì con người người ta đối xử với nhau rất là nhân văn, đúng không? Rất là tình cảm. Không ai đối xử với nhau mà, trong khi đó là mình là xưng là mình là người Việt Nam mình đối xử với quê cha đất tổ mình là như vậy. Trong khi đó vị thế Việt Nam mình càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế. Em thấy 2020 là ủy viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, vừa rồi ký hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện với châu Âu,
sắp tới là chuẩn bị hợp tác quân sự với Liên minh châu Âu nữa. Hỏi em cái vị thế Việt Nam mình như thế nào thì người ta mới dám hợp tác, đúng không? Việt Nam mình bây giờ là đã nói rồi, phải nói là châu Á, Đông Nam Á là nói tới Việt Nam là người ta phải nói là Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á rồi. Uy tín, thứ nhất là uy tín, là nói được làm được, đúng không? Thứ hai là đất nước Việt Nam rất ổn định về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, xã hội. Các ông đừng có cố tình quấy phá, các ông càng nhục mạ lãnh đạo đất nước chúng tôi bao nhiêu thì chúng tôi coi các ông mẹ nhỏ bé bấy nhiêu, những kẻ thấp hèn tiểu nhân. Ngon mấy ông mẹ ra lập một cái tổ chức nào đó, mấy ông lo cho cái tổ chức của mấy ông coi, để lo được cái tổ chức của mấy nhỏ bé của mấy ông có hơn được những người 96 triệu dân của chúng tôi hay không? Để mà lo cho 96 triệu đồng bào mà 54 dân tộc anh em cả một vấn đề, chứ không phải là một chuyện dễ, không phải là chuyện mình nuôi con. Các bạn nên nhớ như vậy. Chúng ta cần những người tài và những người có đức, chứ không phải tài không. Tài mà không có đức thì cũng vứt đi. Các ông chưa thể hiện được cái tài năng của các ông mà các ông cứ đòi lật đổ người ta thì làm sao người ta mà chấp nhận được, đúng không? Cái đức nó nằm ở đâu? Nằm ở cái nét văn hóa, cái cách thể hiện của các ông, đúng không? Mẹ các ông mẹ đánh thua người ta thì các ông tìm mọi cách bôi nhọ người ta, các ông nói xấu người ta, đúng không? Các ông thích kêu là các ông học được cái tính nhân văn ở nước ngoài, đúng không? Học ở đâu? Đó. Trần rành đấy, bà Clinton đáng lẽ là có nhiều phiếu hơn ông Trump đấy, nhưng mà bà không được bầu vào làm tổng thống, bà tự động bà rút lui, bà chẳng một câu gì nói xấu ông Trump. Đó là cái nhân văn, cái nhân bản của người ta, sao các ông không học đi, đúng không? Tổng thống Thiệu, phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, những vị tướng của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, người ta thua người ta thất trận, có ai lên tiếng nói gì không? Có ai ngồi chửi đổng như các ông không? Chỉ có những thằng lính quèn, những con chó kiển, mượn mượn danh Việt Nam Cộng hòa để mà quyên góp chống cộng sản, để mà quyên góp tiền lừa đảo người kiều bào, kiếm từng đồng bạc cắt. Cái kiểu các ông gọi là buôn chính trị, ăn mày dĩ bản. Còn cái chuyện ở ở Biển Đông, đó là tranh chấp vùng biển quốc tế rồi, đang tranh chấp rồi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa có rạch ròi giống như trên bờ. Trên bờ là chúng ta đã phân định hết đường biên giới, là chúng không thể nói là nó xâm phạm được. Còn Biển Đông chúng ta đang tiến hành từ 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 từ. Thì cái việc tranh chấp đó nó xảy ra nó là đương nhiên thôi, đúng không? Nhưng mà Việt Nam cũng lên tiếng rồi, làm gì mà các ông phải sồn sồn lên là chống tàu. Mấy ông chống được không? Nếu mà mấy ông chống được thì năm 79 mấy ông đâu có bán nhà bán cửa, mấy ông đi vượt biên hả? Mẹ chung nghe Trung Quốc nó qua rồi mẹ là đã bán nhà bán cửa đi vượt biên rồi đó. Thằng cướp biển đó, nó cướp gì của mấy ông? Mấy ông có tài sản thì nó mới cướp của mấy ông, nhưng nó cướp thịt của mấy ông à hả? Mấy thằng khùng, mẹ nói cho mấy ông biết, mấy ông đừng có lừa dân chúng tôi hả? Bây giờ công nghệ thông tin chúng tôi cũng đầy, tra trên mạng là ra hết. Mấy ông cứ tự hào chống Trung Quốc, mấy ông ngon, mấy ông về chống đi. Ông Hoàng Kiều ông mua tàu vũ khí đó, leo lên tàu ổng mà đi ra chống Trung Quốc, đòi lại Hoàng Sa. Mày ngồi đó mà sủa. Cái năm 1974 đó không để mất được quần đảo Hoàng Sa rồi. Thì tới anh mới nói tại để tại sao là Việt Nam tiếp tục. Anh nói là tại sao mà tại sao Bộ Chính trị và Bác Giáp phải đánh nhanh thắng nhanh vào năm 1975 thống nhất đất nước. Tại vì nếu mà không thống nhất vào năm đấy, chắc chắn quần đảo Trường Sa cũng sẽ bị mất. Cái việc đầu tiên thống nhất đất nước là Cộng sản Việt Nam là khẳng định quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Cho nên Trung Quốc nó không dám dòm ngó nữa, em hiểu không? Tới năm 84 thì nó đánh Gạc Ma. Cái lúc đấy thì cái hải quân của chúng ta đang yếu, thì nó tranh thủ nó đánh Gạc Ma đó thôi. Còn tất cả các quần đảo đó là mình đã thô là quyền chủ quyền của mình hết rồi. Đấy, nếu mà không đánh nhanh thắng nhanh thống nhất đất nước thì tất nhiên là sẽ chắc chắn một điều là mất luôn quần đảo Trường Sa. Tại vì Việt Nam Cộng hòa Mỹ nó đã bật đèn xanh cho rằng Trung Quốc nó qua rồi, đúng không?
Mấy ông ấy ngồi, mấy ông nghĩ lại đi, mấy ông đã làm gì cho cái dân tộc này, hay mấy ông chỉ mang đau thương mất mát về cho dân tộc này thôi? Lúc nào mấy ông cũng kêu là Cộng sản Việt Nam là lớp 3 trường làng. Đúng, tại vì 4.000 năm lịch sử Việt Nam là chỉ có đánh giặc thôi, chống giặc ngoại xâm thôi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Có được đi học đâu, ít đi học lắm. Nhưng mà những người Cộng sản là những người con ưu tú Việt Nam được ra nước ngoài học, là những người Cộng sản đầu tiên nhá. Bác Hồ cũng đi 30 mấy nước nhá. Rồi ông gì Trần Đại Nghĩa gì đấy cũng là người Việt kiều Pháp, đúng không? Ông gì mà chế tạo vũ khí cho Việt Minh đó, đó. Bác Giáp, bác cũng thông tháo, bác cũng là giáo viên lịch sử đó. Và những người tài mà người ta hai bàn tay trắng từ trong rừng, từ trong hang, người ta đã giải thoát cả một cái dân tộc thoát khỏi kiếp nô lệ, mà không phải là dân tộc của chúng ta, không phải dân tộc nô lệ trên thế giới. Từ đó, từ năm 1930 mà phong trào Việt Minh mà giải phóng dân tộc, là tất cả các dân tộc nô lệ trên thế giới đều đứng lên có những phong trào chống lại địa chủ, chống lại cường hào ác bá. Chứ trước đó làm gì có, trước đó chỉ có những cái phong trào nhỏ nhỏ lẻ thôi, đúng không? Nhưng mỗi cái phong trào đấy đều bị thất bại, bị Pháp nó đàn áp. Các anh phải nhìn lại đi, nhìn thẳng vào thực tế rồi. Chúng ta là người Việt Nam, nếu các anh còn nghĩ chúng ta là người Việt Nam, các anh bớt sân si đi, các anh bớt chọc gậy bánh xe, các anh bớt kêu gọi người dân của chúng tôi thiếu hiểu biết, của chúng tôi vướng vào vòng lao lý đi. Tôi chỉ thấy thương cho họ thôi, tôi không ghét họ. Như lúc đầu anh vừa vào anh nói mà là Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết được cái yếu tố là giải quyết được vấn đề dân tộc và tôn giáo, thống nhất được đất nước cùng với là tạo sự đoàn kết các dân tộc, gắn bó các dân tộc lại để đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đấy, chỉ có Đảng mới làm được cái điều đó. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới làm được điều đó. Ông nhìn thử đi, có ai mà đoàn kết được cả một dân tộc lại không? Đấy, ông nhìn Indo là biết rồi đấy. Hả? Indonesia mấy ngàn đảo đấy, nó có thống nhất được với nhau đâu. Mẹ một cuộc bầu cử vừa rồi nó cũng đánh nhau chém nhau ầm ầm đấy. Đấy cũng dân chủ đấy. Đấy. Cái quan trọng của một gia đình là gì? Là yêu thương, tôn trọng và đoàn kết với nhau, cùng chung tay xây dựng một gia đình phát triển hạnh phúc. Thì gia đình đó người ta mới vững mạnh. Thì mẹ các ông cứ chọc gậy bánh xe, mẹ cho gia đình người ta cãi nhau suốt ngày, thì gia đình đó có tinh thần để làm ăn mà phát triển kinh tế hay không? Hả? Mấy ông có lo được con cái, vợ con cho người ta hay không? Như Bê Đi Trương, Tân Thái. Hả? Các ông cũng chỉ là những kẻ mà vũ móng thôi, những kẻ phản bội tổ quốc, phản bội quê hương, đi tìm để vẽ cái cuộc sống riêng cho mình. Bây giờ các ông đang hưởng cái cuộc sống đó thì các ông chấp nhận đi, đừng có gào khóc, đúng không? Chúng tôi từ hai bàn tay trắng, từ ăn bo bo nha, để mà xây dựng đất nước, xây dựng cuộc sống của gia đình chúng tôi nói riêng và cả dân tộc Việt Nam bây giờ. Có của ăn, của mặc, có của để dành, thì chúng tôi hà cớ gì phải nghe lời mấy ông đi phá đi cái công cuộc mà bao nhiêu năm chúng tôi gầy dựng. Ông nghĩ lại, chúng tôi có điên khùng không? Chúng tôi có tự đập đổ cái nồi cơm của chúng tôi hay không? Chúng tôi lên tiếng là bảo vệ cái cuộc sống của chúng tôi, mà cuộc sống của chúng tôi là đảm bảo lại chúng tôi. Chứ chúng tôi không bảo chúng tôi không nói là chúng tôi bảo vệ Đảng, chúng tôi không đủ sức để bảo vệ Đảng, chúng tôi không đủ trình độ để bảo vệ Đảng, mà chúng tôi bảo vệ cái cuộc sống mà Đảng đem lại cho chúng tôi 44 năm và cho dân tộc Việt Nam này 80 mấy năm. Bây giờ các ông muốn cái Việt Nam này quay lại cái thời trước năm 75 hay sao? Chúng tôi phải chui xuống hầm ăn cơm à? Hả? Chúng tôi phải chui vào rừng chúng tôi ngủ à? Bởi các ông ác,
công ác mà từ cái thời mà bị thằng khác sai khiến mà bây giờ ác gọi là ác bẩm sinh. Hồi xưa là thằng Mỹ dạy các ông ác, nó cho sữa, cho bơ, cho tiền để các ông quay súng, chĩa súng vào đồng bào các ông. Làm Mỹ nó dạy các ông. Nhưng mà bây giờ thằng Mỹ nó đâu dạy các ông làm như vậy đâu. Mà bây giờ các ông tự làm. Đó gọi là ác bẩm sinh. Em chào anh Thiên Tài Lê. Chào đại gia đình Bình Thường nữa nha. Tung lung này là nói cho mày biết là nếu em nói tao đi. Là Hán gian theo thì bây giờ những người cha, người anh, những đồng đội của cha anh của chúng tôi á, đã không nằm ở trên biên giới rồi, giải tác ở trên biên giới rồi nhá. Đó là những đồng bào, những anh em ruột thịt, máu chảy ruột mềm, nằm lại trên mảnh đất quê hương của chúng tôi, nằm ở ngay trên biên giới kìa. Chỉ có các vị ấy mới là những kẻ tham sân si, thích quyền lợi, thích tiền, ảo tưởng. Chào anh Trần Hòa Bình nha. Chào bố. Ai mà nói chúng tôi Hán Giang á thì các ông hãy nhìn lại cái bản thân của các ông đi. Không có Hán Giang nào mà muốn một cái đất nước phát triển mạnh mẽ như vậy. Không có Hán Giang nào muốn mà dân tộc Việt Nam đoàn kết như vậy nha. Chính các ông mới là người những kẻ Hán Giang. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì mấy ông muốn chia rẽ dân tộc Việt Nam ra để cho những kẻ ngoại xâm đang lâm le chiếm Việt Nam dễ dàng thôn tính nha. Các ông đang muốn đất nước Việt Nam bất ổn, nền kinh tế Việt Nam đi xuống, nha không? Để dân tộc Việt Nam phải phụ thuộc nô lệ vào một cái thế lực nào đó. Chính các ông mới gọi là những kẻ Hán Giang. Hãy suy nghĩ lại đi, đúng không? Hả? Trong khi chúng tôi làm, chúng tôi vẫn lo được cuộc sống gia đình chúng tôi, có tiền, chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế. Để làm gì? Để nhà nước có tiền để mình mua vũ khí. Ông tưởng một con tàu nó chạy ra ngoài cái biển Đông đó là nó chạy miễn phí hả? Hay là nó chạy bằng hơi nước? Nó cũng chạy bằng xăng, bằng dầu chứ, bằng nhiên liệu. Lấy đâu ra? Mua ở đâu? Tiền ở đâu ra? Là tiền chúng tôi đóng vào đấy các quý ạ. Nha. Hãy lo làm, hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế. Nếu là một người dân yêu nước, làm cực lực lên đi. Lo cho gia đình mình sung túc lên đi. Nhà nước chưa cần các bạn phải lo cho nhà nước. Cái đó nhà nước người ta lo được. Nha. Một con tàu chạy, tôi nói thật với các bạn, một tháng nó chạy bao nhiêu tiền dầu? Mấy ông, mấy bà, nói thật, đầu óc nhỏ nhoi lắm, không làm được chính trị đâu. Mấy ông lo cho gia đình đi, lo cho bản thân mấy ông trước đi, rồi hẳn tính tới lo tới chính trị cho đất nước. Mấy ông yêu nước, không ai cấm cả, nhưng phải yêu bằng một trái tim chân thành và một cái tâm trong sáng nha. Chứ không phải yêu nước bằng cái mõm chó mà sủa tối ngày, nhức đầu lắm nha. Lời cuối Hạo Nam nói như vậy thôi. Coi em coi có ai lên thì lên phát triển Quan Tham rồi. Ok, nói cái vụ Quan Tham và Dân Quan. Bạn hình như bạn nói ngược rồi. Bạn tưng lưng ơi, ở đâu cũng vậy, một xã hội nào con người, chính con người bàn tay của bạn cũng có mặt trắng và mặt đen, đúng không? Đúng không? Và con người cũng vậy, không ai hoàn hảo cả. Chữ thiện và chữ ác chỉ là một cái đường ranh giới rất nhỏ nhoi. Quan tham, dân tham đều xuất phát có một chữ. Đó là họ không yêu bản thân họ. Những người quan tham và dân tham nếu vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Các bạn đừng nói ở bên Mỹ các quan đó không tham. Ông Trump chắc không tham ha, đúng không? Các bạn xem tài khoản của con gái ông Trump từ lúc ông nhậm chức tới giờ tăng được bao nhiêu tỷ đô rồi hả? Ở đâu ra vậy hả? Có phải là gọi là lợi ích nhóm đó không hả? Sao các bạn ngu vậy?
Quan trọng là chúng ta nhìn được căn bệnh đó như thế nào, chúng ta phải tìm cách chữa căn bệnh đó như thế nào, đó mới là quan trọng. Còn con người sống trên đời từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng phải có một căn bệnh. Nhẹ thì sổ mũi nhức đầu, đúng không? Về già thì đau lưng, đau chân, đau tay. Nhưng những loại bệnh đó đều có thuốc trị hết các bạn ạ. Chứ không phải chúng ta có bệnh rồi chúng ta tự sát, chúng ta chết. Chúng ta có bệnh thì chúng ta phải chữa. Và quan tham hoặc dân tham đó cũng là căn bệnh của một xã hội đang phát triển. Ngày xưa Việt Nam nghèo lấy gì tham, đúng không? Chứng minh Việt Nam. Bây giờ quan tham dân tham nhiều là chứng minh Việt Nam đang phát triển và đang giàu có. Thì người ta có cái mới tham. Đừng có tự vã và mồ mì. Lúc nào cũng kêu Việt Nam là nghèo nàn lạc hậu, đúng không? Bây giờ quan trọng là chúng ta nè, cùng chung tay với đảng và nhà nước dẹp những cái quan tham đó như thế nào. Đảng và nhà nước vẫn cần chúng ta lên tiếng góp ý xây dựng để bóc tách những cái mục nhọt đó ra khỏi cái xã hội này. Chứ không ai nuôi nó đâu các bạn à. Nha, thằng tung lung gì? Tung là thằng dân chủ mẹ. Đừng có dựa vào những cái bất cập của xã hội để làm thỏa mãn cái nguyện vọng, cái sự hận thù cá nhân của các bạn và gây tổn hại đến lợi ích quốc gia. Nha, lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc. Nếu các bạn là một người Việt Nam có lòng xây dựng đất nước, nào hãy đưa cái giải pháp hợp tình, hợp lý để dẹp nạn quan tham, dân tham cho chúng tôi xem. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, đúng không? Nếu hợp tình, hợp lý, chúng tôi sẽ thực hiện. Và nhà nước, nếu mà chúng tôi thực hiện thì chính phủ, nhà nước, người ta cũng sẽ thực hiện thôi, đúng không? Nhưng nói một điều, các bạn đóng góp ý kiến cũng phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng. Facebook này không ai giải quyết cho các bạn đâu. Nha, nếu các bạn thấy ở đâu có quan tham, hãy đến cơ quan cấp trên của người ta tố cáo nếu các bạn có chứng cứ đầy đủ. Chứ các bạn đừng đưa lên Facebook tố cáo, không ai giải quyết đâu. Và luật tố cáo 2018 đã sửa đổi, tố cáo cũng là một quyền của công dân, trong luật có hết, các bạn tìm, các bạn tìm hiểu và đọc nha. Hãy làm một công dân tốt trong xã hội rồi hãy lên tiếng đẩy lùi những tệ nạn xã hội. Còn mình là người xấu thì mình có dám lên tiếng không hả? Lúc nào mở mồm ra cũng dọa thằng này, bôi nhọ ông kia, chửi thằng kia. Vậy mình có tốt chưa đã? Hả? Có người bạn đã tốt chưa? Hay là chỉ biết là hùa theo mấy cái thằng phản động ở nước ngoài á? Không? Hãy nhìn lại mình đi, trước khi đóng góp ý kiến cho người khác. Đấy, vài lời Hảo Nam nói vậy thôi. Trời ngoài đang mưa. Ăn tối cho em. Em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh lên chia sẻ rất là hay. Rồi, cảm ơn em. Chào anh Trần Hòa Bình nha. Chào anh Việt Bình Dương. Chào tất cả các bạn trên diễn đàn của Dương Vi. Có dịp anh sẽ lên chơi với em nữa. Chào anh Bước Toản nha. Quốc Toản dù anh chạy xe ra ngoài chứ anh Quốc Toản uống rượu kìa, nhưng mà xong về anh chưa? Anh lấy vợ đi. Thôi anh đang đợi chở ông Nhật nó đi ăn rồi. Mưa quá. Thảo nào nghe thấy ồn ào. Anh Hòa Bình lên chia sẻ. Ok, bữa nào em cứ làm đi rồi anh lên chia sẻ. Rồi, ok, chào anh.
Đối với những người như anh Hạo Nam thì không lạ gì cái đám phản động ở hải ngoại. Có thời gian anh ấy kiểu cắt ghép cái livestream của Tân Thái bên Ý Chương, nick Facebook của anh Trần Hạo Nam, cái nick này chính cái nick này bị zip. Chào chị Phương Anh. À, xem Thắng Lê muốn nói gì này. Không dám lên là Thắng Lê. Tôi quá ồn à, từ chối. Đấy, chỉ ở dưới comment dạo thôi, mỏi tay. Những tên hán gian ấy là các ông Thắng Lê ạ, ngay cả Ba Sọc, cả dân tộc Ba Sọc các ông đang lưu vong hải ngoại là cả một dân tộc hán gian nhé. Hán gian tại vì sao, Dương Vi cũng nói nhiều rồi, từ thực dân Pháp đến đô hộ năm 1883, thực dân Pháp bắt triều đình Huế ký hiệp ước Quý Mùi năm 1883, đến tháng 7 năm 1887 đem cống phẩm sang nộp, cho lấy cái khăn trải bàn không có cờ, lấy cái khăn trải bàn màu vàng may cái đường chỉ Ba Sọc vào làm cờ Ba Sọc, thì hải quân Pháp mới cho tàu cập bến. Tàu cập bến sau là về trình vua Thành Thái là sang đi sứ không có cờ nên là người ta không cho tàu cập bến, lấy cái khăn trải bàn màu vàng này và cái vải màu đỏ may thành cái lá cờ Ba Sọc màu đỏ. Đấy. Rồi em mời anh. Đến năm 1890 vua Thành Thái ra chiếu thư công nhận cái lá Tính nữa. cờ này là lá cờ của nô lệ của thực dân Pháp, về sau lại đế quốc Mỹ. Từ năm 1948 đến năm 1954 vẫn là Pháp, từ 1954 đến 1975 lại làm nô lệ cho Mỹ. Không biết thì im đi. Và em mời anh. Chào anh. Chào Duyên Di, chào Dạ, chào anh em mình trên diễn đàn. Chỗ Thắng Lê, chỗ nãy Hậu Nam nói đúng, nói sai gì đâu mà hắn gian hắn gì, kỳ quá. Giờ mình làm kinh tế thì thằng nào làm ăn với mình có lợi thì mình làm với thằng đó, vậy thôi. Thì Trung Quốc nó làm ăn với mình có lợi thì mình làm với nó. Rồi mình ngoài ra làm ăn với nó, mình cũng còn đi làm ăn với tất cả các nước trên thế giới nữa. Như ở chỗ tôi nè, lúa gạo nè, rồi cá ba sa, cá da trơn là xuất khẩu qua Mỹ không chứ đâu phải qua bên Trung Quốc không đâu. Tôi nói con tôi nè, nó đang học nè, 11 đó, tôi cho nó học ba ngoại ngữ mà nhất định là tôi phải cho học cái tiếng Hoa luôn. Vô đầu tư đồ nhiều, công ty của bên đó nhiều thì dễ làm ăn, đâu có gì đâu. Còn chừng nào nó đánh mình đi rồi lúc đó thử coi thằng nào sợ thằng nào. Giờ để im cho đảng nhà nước người ta giải quyết, người ta cũng biết cách, người ta làm cho đúng luật pháp quốc tế, được được để được sự ủng hộ của thế giới, rồi người ta cũng biết cái nào giải quyết trong hòa bình được thì giải quyết trong hòa bình. Đó, còn con đường cùng mà bằng bạo lực thì lúc đó mình mới tính. Lúc nào đi nữa thằng hổ báo nó cũng phải thua, lỗi ông chứ, ông đang đi ngoài đường mà tôi đập ông một cây á, thiệt không, ông quẹ giỏ đó chứ ông tỉnh lại ông lại ông trả thù tôi. Còn mà tôi trong nhà mà ông vô ông quất tôi quất ông cái một ông tiêu đời ông xong, nó không dám trả thù nữa, vậy đó.
Anh khách mời này là Trần Hòa Bình. Mình cũng đâu có, mình cũng đi làm ăn đồ thôi, mình rảnh mình cũng lên tám thời sự đồ một chút, nhưng mà mỗi người, người dân mình yêu nước mình nhìn rõ. Giờ Trung Quốc mà nó có đánh tình ông nhắm nó cũng không, nhắm nó bỏ ý đồ nữa hay không, hay là ông phải bằng các biện pháp ngoại giao, bằng luật pháp quốc tế. Nhưng mà riêng chỗ mình với chỗ Trung Quốc là cái chỗ cũng khích tranh với nhau. Mình cũng biết ông này, ông cũng bành trướng, ông cũng là cái ông lớn, ông kế bên mình. Thì mình không cách nào khác, mình phải khôn khéo. Nhưng mà thua thì không phải là thua, mà sợ thì không sợ. Chứng minh một điều là đó, năm 78, 79 đó, hai đầu. Ông ngoại với trong đây, ở trong đây đánh banh chành, nó đóng từng lễ một là bức mẹ mấy thằng nó lên tới trên Bắc Tâm Băng hết rồi. Cái đó cũng phe đó, là cũng con boss nó là Trung Quốc hậu thuẫn đó. Còn ở ngoài kia thì rút kịp, ý là hai quân đoàn mà kịp thì đánh nó cũng là chết nhiều hơn, cho nên là không có sợ Trung Quốc. Thẳng thẳng ra không có phải nói hàng bất cứ thằng không nào mà nó xâm lược, mà mình sợ nói cho dân Việt Nam mạng mình cũng... anh Hòa Bình ạ. Mạng bên anh giật. Không, mạng anh thấy tốt mà, nên đâu thấy thấy người ta cái gì mà gửi hổm rài bị Tân Thái nó phá, không có lên được, không có bình luận được luôn, hôm nay lên được rồi nè. À, thành ra là thì cũng đôi lời nói với anh em vậy đó, tình hình hổm rài thấy vô Tân Thái bên đi chương nó kêu gọi biểu tình ầm ầm, bây giờ thấy ổn gì rồi, cũng thấy rõ ràng cái kết quả tốt đẹp đồ cũng là có cái đường lối đúng đắn. Mới yên ổn vậy đó, chứ không thôi dễ gì. Dễ gì mà để yên, giống như với cái đợt 981 nữa rồi. Tôi nói thiệt, tôi có mấy người bạn, tôi kết bạn luôn với những người bạn mà đã từng đi biểu tình mà trốn ra nước ngoài, đặc biệt ở Thái Lan. Bây giờ họ ngán ngẩm vụ biểu tình này, hối hận lắm rồi. Trốn vào bên đó là nhắn vô anh hoài, tội con hoài không biết, và phải chửi đảng, chửi nhà nước, chửi lãnh tụ, để cho cao quỷ nó mời lên để được đậu một vé. Không chửi thì không có lý do để chửi rồi thì bây giờ lại lỡ khóc lỡ cười, về Việt Nam cũng không được mà đi được. Facebook của anh cũng đang có vấn đề nữa, nó cái gì nó cứ gửi vô hoài. Xin nhắn cho anh nghe sao? Thôi mày cho anh xuống đi vậy à? Bữa khác nói chuyện, nó bon kiểu này hoài, hồi dắt thư Facebook nữa. Đối với cái vụ đàn con này, bây giờ sống lưu vong bên Thái Lan mà đợi để qua nước thứ ba, nó là sang Canada hay sang Mỹ, Úc, Pháp thì phải nhờ qua tay Trịnh Hội, mà Trịnh Hội vừa rồi cũng đã làm một cái chương trình gọi là gặp mặt với những người đang sống ở trên đất Thái Lan, người đấu tranh chống đảng nhà nước ấy, gọi là chống cộng, đang sống lưu vong trên đất Thái Lan ấy. Thì nói rằng bây giờ phải tìm một người đi qua nước Mỹ, phải có khoảng 3 đến 5 người bảo trợ một người từ Thái Lan qua nước Mỹ thì hắn mới dám nhận. Thực tế chả biết là có 3 đến 5 người bảo trợ hay không, nhưng những người đang sống ở bên Thái Lan rất là nhiều. Ngay cả Uyên Thùy cũng mơ tưởng được qua Thái Lan, sau là sang nước thứ ba, qua Mỹ, Canada gì đấy. Đấy. Hai vợ chồng Châu Tâm với con nhỏ cũng từ năm 2014. Nhiều người lắm. Còn vào năm 2018 thì
Có ai lên nữa không? Ai lên chia sẻ? Dân chủ cuội có ai lên tranh luận không? Cứ lấp ló ở bên ngoài diễn đàn làm cái gì? Vào đây nhảy lên, cùng nhau chia sẻ, tranh luận xem. Riêng cái nhóm Địa Long á, nó nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh điều tra của tỉnh Vĩnh Long rồi, nên là thằng Phạm Hòa Bình chào Dung AK, chào Thật Hà Thanh, chào Ngọc Anh. Đang mở diễn đàn thì có người gọi vào nên là phải tạm dừng. Hôm nay nhiều người ngáng thế. Có ai lên lên chia sẻ đi. Chắc là bị zip rồi. Chào em trai. Nói chung á, nói về cái đám dân chủ cuội ở ngoài nước nhiều quá rồi nên cũng cảm thấy nhàn. Nhưng mà Dương Vi chỉ muốn nhấn mạnh thêm một điều rằng á, bọn chúng lợi dụng vào những cái tình hình chính trị ở trong nước này, đặc biệt là những cái vấn đề nó liên quan đến đất đai, biển đảo và dân tộc, tôn giáo, thì cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại, cái đám phản động Việt Tân, cái đám Đào Minh Quân, cái đám Ngô Hoàng Hùng, cộng thêm các đài của Việt Tân nữa, như đài Việt Lai này, VOA này, BBC hải ngoại này. Đấy, những cái đài đấy nó đưa những cái tin đồn thất thiệt, nó tung tin lên mạng thông qua báo đài YouTube của những cái trang báo đài phản động của nó tung tin lên gây hoang mang dư luận, đặc biệt là những sự kiện chính trị nổi bật ở trong nước. Thí dụ như vừa rồi ấy, là đường cao tốc Bắc Nam thì giữa nhà thầu Trung Quốc và Nhật Bản thì chọn nhà thầu nào đấy, thì bọn chúng đưa ra những cái tin rất là gây bất lợi cho chính quyền, đặc biệt là đảng nhà nước và chính phủ trong cái thời gian vừa qua, để kêu gọi người dân phản đối chính phủ không cho xây dựng cái đường cao tốc Bắc Nam. Đó là cái mục đích của bọn chúng, là phá hoại sự phát triển của đất nước. Đất nước muốn phát triển được thì phải có cái hệ thống thống gọi là giao thông nó phát triển đồng bộ, đặc biệt là đường bộ này là nó mang tính chất chiến lược từ Bắc vào Nam, nên bọn chúng càng quyết liệt chống phá. Giao thông đường bộ mình thuận lợi bao nhiêu thì cái lượng lưu thông hàng hóa giữa Bắc vào Nam nó càng nhanh chóng bấy nhiêu thì giảm chi phí bấy nhiêu, mà ngược lại người dân đi lại nó dễ dàng bấy nhiêu. Thì bọn chúng muốn phá hoại cái việc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đó.
chẳng khác như cái ý định bọn chúng là phá hoại cái luật đặc khu kinh tế đấy. Riêng những người nông dân như Thương Vi ấy, luôn luôn ủng hộ cho chính phủ đưa ra những quyết sách đúng đắn mà làm cho đất nước càng ngày càng phát triển, nhân dân càng ngày càng thuận lợi trong việc giao thương buôn bán, giao thông đi lại. Đó là cái việc mà Thương Vi và nhiều người người ta ủng hộ. Còn bây giờ Dương Vi cũng xin kết thúc cái diễn đàn này ở đây.